chú chó Chopper trở lại khiến dân mạng phát sốt vì quá thông minh. Cái gì đây Chopper? Mang rộng mõm đi đâu đấy? Hả? Đòi đi chơi à? Nay trời mưa không đi chơi. Về nhà. Bé chó Shiba Inu Chopper này đã quá nổi tiếng vì những màn cầm bát đợi mẹ về cho ăn rồi. Mỗi ngày đi làm về là mẹ sẽ bắt gặp ngay cảnh nó dặm cái bát chạy vòng vòng ra hiệu rằng con đói lắm rồi. Mới 4 giờ 30 chiều mẹ vừa đi làm về, mở cửa ra đã thấy cu cậu gặm bát đứng chờ. Không biết nó đã đứng bao lâu, chỉ biết vừa thấy mẹ về đã kêu ầm ĩ đòi ăn. Đã thế còn chạy cuốn quýt hết cả lên như kiểu gấp lắm rồi á. Sao chín? Ok. Đã cầm bát sẵn đấy rồi. Ủa? Hả? Gì vậy? Trời ơi. Đói bụng à? Cho bà đói bụng à? Nào đưa lại đây. Thả bát xuống nào. Lại đây thả bát xuống để lấy đồ ăn cho nào. Thả xuống. Nice. Chưa chào gì mà đã đòi ăn rồi này. Này, tao đi làm về mày không đón, không chào gì cả mà mày thế à? Hả? Hả? Cái ngã mẹ cũng phải bất lực vì con trai không thèm ra mừng mẹ, chỉ chăm chăm đòi ăn. Kêu để bác lại đây thì nó mới đứng im, cơ mà vẫn hút đầu nặng nặc hối mẹ cho ăn vậy đó. Mẹ đã quá quen với cảnh mỗi lần về ẻm tha bác ra đòi ăn rồi. Tới một hôm đi chơi về muộn thì lại thấy cu cậu tha rọ mõm ra thay vì bác như mọi khi. Té ra là mẹ về muộn quá giờ đi chơi của nó, nên dù đã 10 giờ tối nó vẫn chạy ra đòi đền bù. Vẫn là dáng vẻ cuốn quýt như lúc xin ăn, đúng là không ăn bớt được gì của ẻm đâu nha. Đi chơi về hơi muộn, để xem. Cái gì đây Chopper? Chopper, cái gì đây? Sao lại tha cái gì đây? Về đây nào, đi vào đấy nào. Tha đã mõm ra đây à? Đi về muộn nên chưa được đi chơi. Tha đã mõm ra hả? Nào. Lịch của nó là đi chơi lúc mấy giờ? 8 giờ. Bây giờ là mấy giờ rồi? 9, 10 giờ rồi. Chưa được đi chơi nên là tha rộng mõm ra đây này. Bé Chopper Inu này thì đam mê đi chơi lắm. Đồ đạc quen thuộc mỗi lần đi chơi của ẻm là rọ mõm, nên mỗi lần muốn đi là nó cầm sẵn để ra hiệu cho mẹ. Cơ mà hễ lần nào mẹ không cho đi là thanh niên này giận dỗi ghê lắm. Có lần trời mưa nên không đi được, mẹ thuyết phục nó vẫn nằng nặc đòi. Lúc sau không đòi được là nằm quay lưng vào giận mẹ luôn. Đúng là ông Hoàng giận dỗi. Cái gì đây Chopper? Mang rọ mõm đi đâu đấy? Đòi đi chơi à? Hôm nay trời mưa không đi đâu. Hôm nay trời mưa không đi. Về nhà. Hả? Mưa đi bẩn ướt lắm. Giận dỗi rồi. Nhiều khi mẹ cũng bày trò trêu Chopper. Thì thoảng ẻm đòi đi chơi sẽ đặt ra thử thách bắt ẻm vượt qua, cất rọ mõm trên cao rồi bắt cu cậu lấy được mới cho đi. Chopper đúng là thông minh lắm nha, biết trèo lên ghế để với cho dễ hơn. Biết mẹ cấm không cho trèo lên bàn nên chỉ dám rướng cổ để lấy. Ngoan quá trời luôn, cơ mà đâu dễ vậy, mẹ bắt ẻm phải đứng từ dưới đất để lấy. Nhưng không làm khó được Chopper, vì được đi chơi nên ẻm cố gắng làm luôn. Cuối cùng thì cũng lấy được để mẹ đưa đi chơi. Đi chơi à? Đòi đi chơi à? Thế lấy rọ mõm, lấy được rọ mõm đi rồi đi chơi. Lấy được rọ mõm đi rồi đi chơi. Đâu rồi? Lấy được rọ mõm đi. Lấy rọ mõm nào. Này, không phải lấy kiểu đấy. Đứng ở dưới mà lấy cơ. Nào đưa đây. Lấy lại nào. Đưa đây. Lấy lại nào. Lấy rọ mõm. Lấy đi. Lấy nào. Lấy rọ mõm đi. Lấy.
Lấy rọ mõm nào. Cố lên. Ok, đi chơi. Được rồi, đi chơi nào. Đưa đây. Thế vậy chứ đuôi Chopper mẹ cũng được nhờ lắm. Tại em khôn quá trời. Mẹ sai đi lấy máy sấy giúp mẹ là hiểu liền. Tìm đúng chỗ cất máy sấy để lấy giúp mẹ. Xem video của Chopper thì ai cũng bất ngờ về độ hiểu tiếng người của ẻm. Cơ mà không nhờ được nó không công đâu nha. Mỗi lần giúp mẹ xong là kêu oai oái đòi thưởng liền vậy đó. Thông minh hết phần thiên hạ rồi. Lấy hộ cái máy sấy với. Lấy hộ cái máy sấy. Lấy máy sấy lại đây. Lấy máy sấy lại đây. Đâu nào? Máy sấy để đâu? Hả? Máy sấy để đâu? Lại lấy máy sấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lấy máy sấy lại đây nào. Người nó không thích là mặt nó thái độ thế. Cảm ơn. Đưa đây nào. Đưa đây. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Good job. Tí nữa thưởng xong. Thông minh như thế nên thanh niên này cũng có nhiều cách để lươn lẹo lắm. Giả dụ như việc uống thuốc, mỗi lần uống là nó sẽ canh lúc mẹ không chú ý để nhè thuốc ra. Một viên nha. Nào, bắt đầu ngửi thấy mùi là không thích rồi. Lại đây. Há miệng ra nào. Nghe. Uống đi. Này. À chà. Nào, nào, uống đi nào. Nhưng bất thành, vẫn bị mẹ nhét thuốc vào miệng lần thứ hai. Lần này cô cậu khôn hơn, mẹ hỏi nuốt chưa là giả bộ nuốt đánh lừa mẹ. Xong đứng bất động thế này đây. Lúc sau vẫn tìm thời cơ nhè thuốc ra. Lươn lẹo quá trời luôn. Sao bất động thế? Thuốc đâu rồi? Thuốc đâu rồi? Thôi, bây giờ uống nghiêm túc này. Há miệng ra. Xong. Con nhà tôi uống thuốc rất là dễ luôn. Kể cả thuốc đắng. Nói chung là chỉ sợ tiêm thôi. Chứ còn uống thuốc thì phát một. Uống nữa không? Uống nữa không? Không uống à? Uống không? Uống không? Cuối cùng thì mẹ làm cú chót, nhét thẳng thuốc vào họng ẻm. Lần này thì hết đường lươn luôn, thuốc đã chui thẳng xuống bụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.